Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm một chiếc Honda City. Chiếc này của em là phiên bản CVT sản xuất năm 2019, chạy 2 vạn km, biển số thành phố ạ. Chiếc xe này thì cũng còn khá là mới so với những chiếc sản xuất năm 2019. Honda City thì là một trong số những chiếc xe mà ở cái phân khúc hạng B nó cực kỳ là ăn khách, cạnh tranh trực tiếp với cả Toyota Vios. Tuy nhiên là City thì lại mang một cái form dáng trẻ trung và năng động hơn Vios. Những bác mà chọn Vios thì sẽ không yêu cầu quá nhiều về xe, tức là chỉ cần đơn giản, nhẹ nhàng thôi, bền bỉ là được. Chiếc City này thì nó cảm giác như là được facelift đi, nó được thay đổi. Và từ những cái điểm yếu của Toyota Vios thì chiếc này thay đổi để nhắm đến lượng khách hàng mà yêu cầu cái hình ảnh bên ngoài nhiều hơn. Về máy của Honda thì quý anh chị biết rồi, cực kỳ bền. Từ những chiếc xe máy mà chúng ta thường đi ở trên phố thì nó cũng đã rất là bền bỉ rồi. Hơn nữa đây là động cơ xe ô tô thì vô cùng tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ. Chiếc xe này thì cái điều đầu tiên mà em ấn tượng nhất đó chính là cái hộp số CVT của nó. Hoạt động vô cùng mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Ban ngày thì có đèn LED ngày đây, quý anh chị có thể nhìn thấy. Bản CVT này thì chưa được trang bị đèn pha LED. Nếu như là bản top thì sẽ được trang bị đèn pha LED đấy ạ. Cái này em thấy chạy ở trên đường cao tốc hoặc là chạy tốc độ nhanh ấy, thấy nó cũng khá là mượt mà. Và hơn nữa là hoạt động nó ổn, tiết kiệm nhiên liệu. Form dáng thì trẻ trung và năng động. Cốp của Honda City cũng khá là rộng rãi. Nó thậm chí là rộng ngang những chiếc xe ở phân khúc hạng C. Cốp đầy đủ, rộng rãi, thoải mái. Nếu như mua những chiếc này thì quý anh chị cũng nên tham khảo kỹ một chút về cái lịch sử của nó. Hiện tại những chiếc xe này thì rất là nhiều xe đã được đăng ký chạy kinh doanh dịch vụ Uber, Grab. Chiếc này của em thì không mọi người nhá. Đó, lốp zin theo xe. Trên bản CVT này thì chưa được trang bị ghế da. Tuy nhiên là ghế nỉ nó cũng có một cái điểm nào đó thu hút được khách hàng. Còn nếu như chúng ta muốn thay đổi thì có thể lắp thêm ạ, cái bộ ghế da. Trên chiếc xe này thì có rất là nhiều công nghệ. Ví dụ như là có gẩy số vô lăng, ga tự động cruise control. Đấy, có màn hình zin theo xe. Có chế độ eco, tiết kiệm nhiên liệu. Ở đây thì có thể chỉnh gương, gập gương. Có cảm biến ạ. Em thấy khá là ok cho một chiếc loanh quanh trên dưới 500 triệu. Thì có lẽ City này nó là một chiếc xe để đáng để quý anh chị cân nhắc và tham khảo. Ở đây thì có đề nổ start stop ạ. Đó. Cùng phân khúc với nó thì có, chúng ta có thể so sánh sang những chiếc Hyundai Accent hay là Toyota Vios. Đó. Những chiếc xe mà có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Để mà nhận xét chiếc nào hơn thì thật sự rất là khó. Mỗi chiếc xe nó sẽ có một cái điểm mạnh, điểm yếu riêng. Và ví dụ nha, em lấy ví dụ đơn giản nhất, nếu như so sánh với Toyota Vios, cái điểm mạnh nhất của nó đó chính là cái khoang động cơ vô cùng bền bỉ, êm ái. Và cái động cơ của nó nói chung là bền, chỉ duy nhất một từ là bền. Option thì tất nhiên là nó sẽ ít hơn, nó cũng có đủ dùng nhưng nó ít hơn City và Hyundai Accent. Ngược lại Hyundai Accent thì lại có một cái mà trên cả hai chiếc xe đó chưa có, là City và Vios không có, đó chính là cái cửa sổ trời. Trên bản đặc biệt sẽ có cửa sổ trời. Và nó lại vô vàn những cái option nữa, rất là nhiều option để cho quý khách hàng có thể lựa chọn. Đó là một chiếc xe đầy đủ option. Nếu như bác nào thích option thì lựa chọn Hyundai Accent. Còn chiếc Honda City này thì nó lại có một cái hướng riêng. Nó là trung hòa giữa hai chiếc xe Toyota Vios và Hyundai Accent. Nó ở giữa, option thì đủ dùng. Mà máy của nó thì máy Honda quý anh chị biết rồi, nó vô cùng bền, nó không thua kém gì Toyota đâu. Và nó cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, không kém những chiếc xe kia. Nó là bản trung hòa ở giữa giữa Honda, giữa, xin lỗi quý anh chị, là giữa bản
Toyota Vios và giữa Hyundai Accent. Rồi, bây giờ thì xin phép để em cho mọi người được biết giá luôn. Hiện tại thì chiếc chiếc Honda City. Chiếc Honda City này của em, bản CVT sản xuất năm 2019. Màu trắng, biển số thành phố, xe chạy được 20.000 km này. Bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 499 triệu. 499 triệu quý vị và anh chị ạ. Xe thì bên em có thể hỗ trợ anh chị trả góp 70%, giao xe toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị luôn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của em. Mọi người đừng quên lấn like và đăng ký kênh YouTube này của em nhé. Cho em xin một lượt like về video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.